cầm đó đi. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy và các bạch thầy, hôm nay gia đình tụi con có tổ chức một vài phần chia sẻ với má con, ngoại con và ngoại bà nội và cũng như các bạn của anh con, có vài lời gửi đến má của con. Và xin mời anh chị Hai Lan Hương đại diện. Rồi thẫn thờ nắm lấy tay con,
giọt thương cảm lăn dài xuống má. Thương phận mình hay thương phận cho con, lòng chợt thoáng vui người nghĩ đến phúc lên đường theo luật thời gian. Thân bơ vơ lạc lòng một mình, mò mẫn lối hành trình về thiên cổ. Thương mẹ hiền con đành dâng số phận, cầu mẹ con được về giới Phật đạt. Tiếp theo là mình lên nói một vài lời chia sẻ cho bà nội. Con lên Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức, kính thưa ban hộ niệm, quý ông bà chú bác cô dì anh chị em, chúng con và gia đình xin gửi lời tri ân đến quý vị đã đến tụng niệm, chia sẻ niềm đau nỗi niềm mất mát người thân của chúng con, cũng như đưa tiễn bà của chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng của cuộc đời này. Trong lúc tan gia bỏ rối, thế nào cũng có những sơ sót, mong quý vị hoan hỷ bỏ qua cho. Bà của chúng con, nữ danh là Bùi Thị Hiền, pháp danh Tính Nguyệt, hưởng thọ được 92 năm. Bà là người Cần Giờ, có ba chị em gái, bà là Út. Sau khi lập gia đình, bà đến Vũng Tàu và cư ngụ tại đây cho đến năm 1982. Bà có 8 người con, 5 gái, 3 trai, 4 người con rể, 3 người con dâu. Bà có 9 cháu nội, 16 cháu ngoại, 7 cháu rể, 5 cháu dâu và 20 cháu cố. Sau khi miền Nam Việt Nam bị thất thủ, bao nhiêu người đã về xứ xa quê. Gia đình của chúng con cũng theo cơn lúc đó mà trôi dạt xứ người. Bà cùng chồng con, cháu đến định cư ở miền Quốc năm 1982. Ngoại trừ gia đình người con gái trưởng đã không có cái duyên được ở cùng bà, gia đình này đã đến định cư tại Na Uy, Bắc Âu, nên lâu lâu mới có dịp đến thăm bà. Mỗi lần đến nhớ bà, chúng con lại liên tưởng đến câu thơ của thầy Nhất Hạnh: mẹ già với chuối ba hương, như soi nước một, như đường mía lao. Bà cho chúng con một cảm giác thật ngọt ngào, thật gần gũi. Lần đầu tiên đến thăm ngoại sau 10 năm xa cách, chúng con học được bao nhiêu điều nơi ngoại. Thấy bà làm cơm sáng, cơm chiều,
Chúng con đã hỏi, sao ngoại không làm nấu một nồi cơm điện lớn, một nồi canh lớn ăn cả ngày? Ngoại nói, ăn như thế sao được con, tội nghiệp cho mấy dì cậu. Đã qua bên đến bên này, bỏ học đi làm, ngoại già rồi không giúp được gì. Chỉ còn có làm mấy món ăn dì thích, cậu thích, mong là bồi dưỡng cho dì cậu. Vài năm sau, chúng con lại có dịp đến thăm ngoại. Thấy bà lại lục đục trong bếp và lúc này còn dưỡng thêm mấy cháu nhỏ, con của dì. Sáng bà làm cà phê để hàng dài trước bếp. Cái này của con Trang, sữa nhiều cà phê ít. Cái này của dưỡng 6, dưỡng 7, kèm theo ly trà nóng. Ly này của cậu Hứng, cậu Kiệt. Thỉnh thoảng các dì còn gọi về nhà ngoại kho cho nồi cá, nồi thịt. Chúng tôi hơi cằn nhằn mấy dì, thì mấy dì nói, lâu lâu thì thức ăn của ngoại nấu mà mày, tụi tao đâu có nấu được như ngoại. Mà đúng là món xôi của ngoại nấu, con vẫn thấy là ngon nhất. Ngoại nấu thức ăn cho con cháu của mình bằng cả lời tình thương. Bà kể về con cháu của mình từ cháu dâu cho đến cháu rể. Bằng một tấm lòng hòa ái, ai ai đối với ngoại cũng dễ thương hết. Mà bà không những từ ái với con cháu của mình, bà còn tự tâm với mọi người không may mắn. Nhà chúng con ngày xưa ở Việt Nam kế bên một trường học. Những người buôn bán quanh trường học tham vãn không tiền là bà cho mượn ngay. Những người ăn trộm bị nhà bắt được do đem nộp công an là bà đã hoảng hốt kêu tha ra. Bà nói nghèo đói người ta mới như thế, hãy thương lấy hoàn cảnh của họ. Đó là những mẫu chuyện mà ba của chúng con, người con rể trưởng, đã kể lại. Bà như thế luôn luôn khoan dung từ ái, đến nỗi người em trai, người em gái của chúng con đã có thể rời xa cha mẹ của mình, anh chị của mình ở Na Uy mà đến đây sống với vòng tay thương yêu của bà. Bà chưa bao giờ lớn tiếng la lối với ai, có giận lắm thì bà cũng dùng tiếng tôi để xưng hô. Lúc đó mấy vị cậu thường trêu chọc, rồi hoàng thái hậu đã giận. Mà đúng như vậy, bà đối với chúng con vừa là soi đích ngọt một mặt gần gũi, vừa là một hoàng thái hậu cao quý. Con có thể kể về ngoại hàng giờ hàng ngày, ta đi hết một kiếp người cũng không đi hết những lời mẹ ru. Cách đây hơn 3 năm, bà bị ngã gãy xương hông sau khi giải phẫu, và trong lúc trị liệu vật lý bà đã bị báo máu nhồi tim té xỉu. Từ đó bà không còn đi đứng được nữa. Để có người thuốc men chăm sóc, gia đình đã đưa bà đến viện dưỡng lão Ontergan Care Center. Điều mà bà vẫn hằng mong mỏi là được khỏe mạnh về với con cháu, sống với con cháu. Nhưng vì hoàn cảnh không cho phép, nên gia đình đành phải đau lòng để bà ở lại viện dưỡng lão. Ngày ngày, các con đều thay phiên nhau đến trò chuyện, lúc ăn, chăm sóc cho bà. Không chỉ có các con ruột của bà làm thế, mà đứa con dâu, con rể cũng làm thế. Ngày 17 tháng 4, người con trai út của bà, cậu Kiệt, đã viết trong Facebook: hôm nay, ngày buồn nhất trong đời, nước biển mênh mông không đong đầy bằng tình thương của mẹ. Ngoại, tình thương của ngoại, hình bóng của ngoại sẽ luôn in sâu trong tim của mỗi chúng con. Ngoại đã dạy chúng con, kính trên nhường dưới là khoan dung, là từ ái. Chúng con nguyện sẽ noi theo thương ngoại. Và giờ đây, chúng con tin tưởng rằng ngoại đã bỏ, đã xả được cái ái đã cuốn lấy ngoại bao nhiêu ngày tháng qua. Ngoại đã bỏ, đã xả được cái trần lụy của thế giới ta bà này. Chúng con và mọi người ở đây xin cầu nguyện đưa tiễn ngoại về nơi cực lạc quốc. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Thì có một bạn trong gia đình Anh Chánh cũng muốn phát biểu dạ đời với má chúng con đó. Xin mời Anh Chánh lên. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các chư vị tôn đức, kính thưa các bác, các anh, các chị và các em,
Hôm nay chúng con đến để tiễn biệt bà lần cuối. Khi nhìn thấy bà, con nhớ đến bài thơ của Thượng tọa Thích Thiện An ở chùa Việt Nam. Khi xưa tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận kẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc im lặng, tôi sợ thôi. Để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Chuông chùa nhẹ rơi rơi, tôi thấy tôi mất mẹ, mất cả một bầu trời. Chúng ta sinh ra ở đời, đã sống và đã chết trong nhiều kiếp. Không sinh cũng không diệt, không trước cũng không sau. Trao truyền và thả nhận, pháp thân nghĩa nhiệm màu. Chúng ta cũng xin nghèo, không xuyên tu, thiện ác, không sai cũng không hề. Già trẻ đều không khỏi, không cầu xin cứu được, chống đỡ cũng không được. Vì vậy chúng ta những người sống bơi theo bà và không đức hạnh, chúng ta những người trẻ, chúng ta phải làm việc lúc sống không hạnh lành, không tìm kiếm bạc tiền như cò nhà mà ao ủ rũ không tôm cá. Chúng ta noi theo cái sự đạo đức, chớ sống đời phong dục ái tanh như dây leo, nhảy đời này đời khác như phượng tham trai rừng. Cho dù chúng ta là những người thân, vợ chồng, cha mẹ, rồi sẽ lần lượt, sẽ ra đi như các lời thơ của các ngài Rinpoche của Tây Tạng. Chung sống lâu rồi cũng thế thôi, bạn thân quyến thuộc cũng chia phôi, bạc tiền lao lách công góp nhặt, xa tiết khi đời tắt niệm dần. Tâm là chủ của nhà thân, một mai phải bỏ để ra đi. Xá niệm chớ lo đời hiện tại, chư Bồ Tát trọn hành pháp ấy. Và một lần cuối nữa cũng kính xin thần thức Đức Phật A Di Đà hãy tiếp diễn thần thức cho bà. Con xin cảm tạ tất cả quý vị. Thời gian thì gia đình của chúng ta còn khoảng 10 phút nữa để thầy tụng niệm. Thì trong gia đình các anh chị em, các cháu nội cháu ngoại chắc có muốn có đôi lời nào dưới ngoại thì lên mà nói. Bảo con muốn nói không? Thank you.
cái chương trình của tang lễ chúng ta thì gia đình chúng ta còn khoảng 10 phút nữa trước khi thầy tụng niệm, thì ở đây các anh chị và các cháu nội cháu ngoại thì có những lời nào chia sẻ với má trước khi thầy tụng niệm thì chúng ta làm nha. Con xin cung thỉnh bạch hòa thượng thượng tọa. Con xin cảm ơn tất cả ban hộ niệm. Con xin cảm ơn tất cả và cô bác anh chị em đã đến đây chia buồn với đại tăng quyến của gia đình chúng con. Con xin đại diện gia đình chúng con, con đọc bài thơ để mẹ con lên được. Bài mẹ chia sẻ những nỗi niềm của gia đình với má, với ngoại, với nội của gia đình chúng con cũng tới đây là chấm dứt, và xin bẩm thầy và ban hộ niệm, con xin nhường lại cho ban hộ niệm và các thầy tụng cho má con.
chư quan và đưa cụ bà đến nơi an nghỉ. Xin mời toàn thể gia quyến cùng chư quan khách mình đi diễu qua linh cữu thăm viếng cụ bà lần cuối. Và sau đó thầy sẽ làm cái lễ đại nắp quan tài và kế đó sẽ là lễ di quan. Xin mời gia đình mình đi trước và quan khách tới tiếp với gia đình đi thăm viếng hương linh à. Chuẩn bị đi, cô chuẩn bị lên rồi đó.
Ok. Tối ngày có nhiêu đó không rồi luân hồi sinh tử hoài chúng sanh gì khỏi bình thường bình an bình ái đâu. Yeah.
Thank you.
rồi. Thôi bây giờ tập trung nghe, tập trung trước đây ha. Rồi, xin mời gia quyến mình đứng vào đây. Đứng ra mà để con thân gia yêu yến cung tử mộ phần đốt hương mật niệm tâm ca đồng ma quy một lần nữa xin mời đại diện gia đình có lời cảm tạ đến với quý thầy. Xin lời toàn thể quan khách đã đưa tiễn cụ bà đến nơi an nghỉ à. Xin mời anh.
bạch quý hòa thượng tại Đức, kính thưa ban hộ niệm, kính thưa tất cả quý quan khách và bằng hữu, giờ phút cuối cùng là đến đây đã xong. Con thay mặt gia đình xin cảm ơn trước hết là thầy đã bỏ công tụng kinh cho ba má con để được yên lành, an tâm. Và cho đến giờ phút cuối này, ngay cả chúng con cũng có một cái thành tâm yên định để đưa má con về bên kia thế giới. Chúng con hết lòng cảm ơn quý thầy và quý ban hộ niệm cũng như quý quan khách. Và một lát nữa đây, sau giờ phút này, chúng con thay mặt gia đình kính mời quý thầy, quý vị đến chùa của thầy, tức là tu viện Hoa Nghiêm, để chúng ta giữ một buổi cơm thân mật ở trong gia đình. Con xin phép một lần nữa kính cảm ơn thầy và quý vị. Cho toàn thể quý vị, nghi thức tăng lễ được kết thúc nơi đây, cụ bà sẽ được an nghỉ phía bên tay trái chúng tôi. Xin mời quý vị.
Anh ơi, giúp bà lại cho bà. Thì ơi, tao bông xong rồi, tránh qua nha, cho họ đưa cái két vào. Đúng rồi, chúng này chắc cơm này có người đứng ở dưới, có người đứng ở dưới. Có người đứng dưới rồi mình đưa cho họ đặt lên thôi. Mình đốt rồi bà cấm lên cho để họ nó cấm không nổi. Rồi đứng ra ngồi á, cái bà đặt bông đặt hai bên luôn nha. Cho ông ăn theo bà. Alo. Rồi xong chưa? Xong chưa, để cho rồi. Qua bên đây giùm nha. Cô ông đặt mình có thích chưa? Kêu ông đặt lại. Thôi cứ bị nồi này chút xíu rồi cho xe cá vào lại.